Tác phẩm điêu khắc hình thù một người phụ nữ khổng lồ nặng 35 tấn tên Lilith đứng ôm khu chung cư mới xây Fragment thuộc Praha Invalidovna do nhà điêu khắc nổi tiếng của Séc David Černý thực hiện đã được truyền thông trong nước và nước ngoài rất quan tâm. Là một trong những nhà điêu khắc nổi tiếng tại Séc và thế giới, ông David Černý, sinh năm 1967, một người tài năng với rất nhiều các tác phẩm gây tranh cãi và khiêu khích của ông đã đưa được nghệ thuật của Séc vươn ra tầm thế giới. Đặc điểm nổi bật của người phụ nữ Lilith, người đang nhìn vào ô cửa sổ phía trên của căn hộ, đó là nặng 35 tấn và dài 24 mét. Sẽ còn hai tác phẩm điêu khắc tiếp sẽ được lắp thêm vào tòa nhà. Như vậy, tổng trọng lượng có thể lên tới 100 tấn thép về bề mặt được đánh bóng như gương, được cho là đại diện cho các tế bào của cơ thể con người. Ngoài ra, nhà điêu khắc Séc David Černý còn rất nhiều các tác phẩm xuất hiện ở nhiều con phố quen thuộc, ví dụ như hình thù vô cùng đáng yêu của 10 em bé màu đen đang bò ở trên tháp truyền hình Zhishkov. Mỗi em bé sơ sinh này dài 3,5 mét và nặng 100 kg. Hai tác phẩm nổi tiếng, khuôn mặt của nhà văn Franz Kafka xoay tròn theo từng mảnh, chú ngựa quay ngược đầu ở Lucerna cũng là tác phẩm của ông, và rất nhiều địa điểm tại Séc đều có các tác phẩm vô cùng khiêu khích và tranh cãi của ông.